một con máy cày hàng hệ cực là đẹp luôn, bán giá cách đây 5 năm về trước 50 triệu các bạn. Ate A15 50 triệu đầy đủ đuôi sới luôn. Hôm bữa kia nó chạy chiếc xe máy vô, không biết sao nó quất khoát bể cái kiến này rồi, để nó làm cái kiến khác gắn vô với đèn đóm đồ còn này nọ còn đầy đủ ha, làm kiến khác gắn vô ha. Đó thì chiếc này thì nói chung dòng Ate này thì các bạn biết rồi, nó là Kubota quá tuyệt vời luôn. Thì chiếc này ở sau đuôi này nó bị thiếu tấm này nữa nha. Sao không làm cái tấm dừng nè, gắn vô cho nó đẹp. Coi như nếu mà người ta mua mà ta muốn có cái tấm dừng đây thì mình vẫn có thể làm một tấm mình gắn vô cho họ được, đúng không? Rồi ok ok. Rồi rồi ok ok. Banker luôn các bạn nha. Quá có lý. Rồi chợ nghiêng, con này chạy rất ít nè, mới có 774 giờ thôi. À, bánh gai trước còn rất là cao luôn ha, mâm niền đồ còn sáng bóng. Ô con này sản xuất đời cao dữ ta, dòng Ate này đời cao ha. Con này tay lái không trợ lực nha, 15 ngựa thì nó bé thì không trợ lực đâu. Ở đây mình sẽ dỡ máy lên cho xem thử. Ấy da, đây máy là đời mới ha, có chữ Kubota trên nắp nè. Đó, dòng này là máy D, kêu bằng nó ký hiệu nó là D, không biết D máy đây, không biết. Đó đẹp ghê chưa, một bơm quạt gió đây lùa vô thổi qua cách nước chỗ đây. Rồi không khí thì lấy sau lưng này lấy lên đây, bơm ben lọc dầu. Máy mua về chỉ việc phủi phủi rồi bán thôi, chứ không có làm gì hết. Thành thử ra giá thành nó rẻ. Đây là bơm dầu nè, bơm tự động, bơm khi mình đề máy là quay là tự này nó bơm dầu luôn, mình khỏi phải bơm dầu tay luôn ha. Đó, chắc cỡ đó đó. Ốc này thì chỉ có xả gió thôi, xả gió về bình thôi. Khi mà mình đề mình xả, nếu mà bị kiểu mà mình hết sạch dầu á, xong rồi mình ấy mình đề thì mình xả vô vậy thôi. Còn đây là nó báo cây thâm nhớt nè, của tha đời mới ha. Và thấy không, cái này còn sáng bóng nè, chứng tỏ động cơ rất là ok, rất tốt. Nước zin, nước xanh, nắp bình nước đồ từ trong ra ngoài còn sáng trưng, có nghĩa là bên trong máy nó, máy này chưa từng chưa từng bị xì xiết đồ này nọ ha. Người ta chưa có, chưa thay nước khác. Đó, nước cũng ok. Rồi đề đời mới các bạn thấy không, đó nó qua một cái bộ chuyền nè, rất là, cái bình rất là nhỏ nhẹ, ít hao điện lắm, kể cả dynamo đồ đời mới nè, thấy không, hàng độc chưa. Em kẹp dùng cái bình cho đề nổ một cái xíu được không em? Đề được không? Máy này đề nổ không anh? Bao chê đúng không? 50 củ. Này gài một cầu hai cầu à. Này khóa ấy này vi sai ha. Rồi lốc kê thắng. Rồi số má động cơ. Rồi ben. Ate thì các bạn biết rồi, một dòng đời mới của Kubota, đời cao. Hai đồng chí thấy quen dữ, thiệt mà, dây mát.
làm như mình từng nhậu gặp đâu. Ờ đúng rồi, quá hấp danh nha. Mà chiều nay ở đây Tuấn nè, chúng vài tỷ thôi được rồi, đủ cho chị rồi. Nó xong tự động mà, phải không? Hay sao? Hả? Tua, nhẹ lên tua một xíu là xong. À. Thôi, tua máy còn quá ok. Ủa, hết dầu hả? À? Nghi quá. Hết dầu rồi, hết dầu rồi. Trời ơi, bụi nó ra nè. Nè. Trời ơi. Trời ơi, máy giờ em chịu làm gì hết cha. Bây giờ nó có... Hả? Tỷ gì đâu làm. Hả? Làm chứ... Không tháo không thấy gì ra hết cha. Giờ mà tháo ra cho anh đưa máy mà tháo rồi chịu không? Hả? Mình phải tháo rồi chịu không? Không chịu. Đó. Ờ, mày ngày nay có mình bắt đầu mới đề lên thử. Bó tay. Ô, tua lên đã chưa? Em, cái dòng máy đê này ngon lắm. Trời ơi, dầu mỡ đâu về, ta lo người ta xúc bình dầu, bình lọc, bình đi gì đi. À, để y vậy. Rồi, 50 củ các bạn. Ok đó. Cái này, sạc bình tốt dữ à. Demo sạc quá ok luôn. Máy ngon lắm các bạn ơi, quá vip á. Máy này nước sơn rin nó luôn nha, nè thấy không, rin hết luôn á đó. Đó, toàn bộ rin hết á. Để anh thử ben thử coi như thế nào. Ủa